Nếu mà bạn ngu mà bạn đòi chiến thắng thì cả cuộc đời này bạn mãi mãi bị đau khổ. Mãi mãi bạn bị đau khổ vì không bao giờ bạn nhìn thấy mình ngu, mà bạn chỉ nhìn thấy mình phải chiến thắng. Mà muốn chiến thắng phải nhìn thấy cái ngu, mà muốn nhìn thấy cái ngu thì phải thất bại với chấp nhận nhìn lại. Đấy, còn ngày nào còn may mắn còn chiến thắng là không bao giờ nhìn lại cái ngu của mình. Anh Đỗ Duy Đạt hỏi thầy ơi, làm nào để mình thất bại cũng không nản hạn? Vâng, thưa với anh rằng là nếu mà mình tập đi mà đi một lần đầu là mình đã ngã rồi. Tất nhiên đi lần đầu thì kiểu gì nó cũng sẽ ngã và mình không đi nữa và nằm ở trên giường và từ đó không đi nữa, thì có nghĩa là vĩnh cửu bạn không bao giờ biết đi. Cũng như lần đầu mình nói, mình đâu có nói sói, nói ngọng chứ. Gọi mẹ có khi còn gọi mẹ mà. Gọi ba thì còn gọi mà a. Vậy thì nếu mà lần đầu mà nói ngọng mà không nói sói được thì tốt nhất là không nói được. Khâu mồm lại. Tương tự như vậy. Làm cái việc gì lần đầu mà đòi làm được luôn và không làm được thì tôi không làm nữa và nói rằng tôi không phù hợp với cái nghề này. Muốn giao tiếp với người khác mà giao tiếp lần đầu tiên nói năng nó không đâu vào đâu, người ta ghét, người ta chửi, xong từ đó về không gặp ai. Như vậy nếu mà bạn đòi làm mọi thứ đúng ngay lập tức thì có nghĩa là cuộc đời bạn chỉ có làm viên gỗ đá thôi. Vì làm sai để đúng nó là một quy luật và không có ai cưỡng được nó cả. Đó là lý do tất cả những người mà biết lái xe đều có những lần ngã đầu tiên. Đố ông nào lái xe ô tô mà đến bây giờ không va quệt, xước sát cái gì. Tất cả những người khởi nghiệp và thành công họ đều có vài lần thất bại. Tất cả những ông yêu mà sau này họ sống hạnh phúc ấy, đều có vài mối tình thất bại. Như vậy chúng ta hiểu là thất bại là một quy luật tất yếu để tạo ra thành công. Vì vậy người ta mới gọi là thất bại là mẹ của thành công. Chỉ có điều do con người mình tham, mình không chấp nhận một cái quy luật kiểu như vậy, cho nên chúng ta muốn làm cái gì cũng thành công ngay. Và từ đây nó mới sinh ra một cái triết lý, một loạt những cái sai trong đời sống. Thứ nhất, làm sếp thì không muốn nhân viên làm sai. Mà rõ ràng là bản thân mình trở thành sếp là do mình làm sai nhiều. Vậy thì làm sếp mà dám cho nhân viên làm sai cũng là một loại năng lực. Đấy. Làm bố mà dám để thằng con làm sai cũng là một loại năng lực. Rồi bản thân mình cũng dám chấp nhận cái việc mình làm việc này không biết đúng hay sai, nhưng thôi cứ làm đi đã. Tức là khi mình chưa làm thì mình không biết đúng hay sai, nhưng giả sử làm mà nó thất bại rồi thì ít nhất mình cũng trả lời được cách làm này đúng hay sai. Vậy thì chỉ có điều nó khác nhau thế này. Nếu mà mình làm mà sai và mình sợ mình không làm nữa thì có nghĩa là mình có sống vô lượng kiếp nữa cũng không tiến hóa được một chút nào. Cái thứ hai, mình làm mà sai, xong làm lại vẫn sai, nó sai nhiều lần, thì cả cuộc đời này rất là mệt mỏi và đau khổ, nhưng ít nhất nó còn tiến hóa. Còn người mà họ sai vài lần, 2-3 lần, xong họ đúng, thì họ ít nhất là họ được giải thoát trong cuộc đời này, vì họ biết rằng tao đã biết cách khởi nghiệp. Tao đã biết cách làm một việc này mà bây giờ tao vượt qua chướng ngại vật này, nó không phải là vấn đề nữa. Đấy. Và thường con người chúng ta tham, cho nên chúng ta không chấp nhận một cái quy luật sự thật rằng phải có sai với dẫn đến đúng. Cho nên báo cáo với anh Đỗ Duy Đạt
anh thất bại và anh nản chí, thì thực ra biểu hiện của anh là tham. Tức là vì sao anh thất bại? Là vì anh ngu. Ngu lên anh thất bại. Nhưng nhờ thất bại thì mình nhận ra mình ngu. À, và nhận ra mình ngu thì chính là một bước đầu của mình để mình sáng, tức là mình sửa mình. Nhưng anh đòi một cái là anh ngu nhưng anh thành công thì anh vui. Ngu mà thất bại thì buồn. Vậy rõ ràng ngu và thất bại là một cặp bài trùng. Còn ngu và thành công nó là ăn may. Mà ăn may thì có nghĩa là hôm nay ngu, thành công hôm nay, nhưng ngày mai ngu thì thất bại ngày mai, thì cuối cùng nó vẫn đi đến cái đích thất bại thôi. Nhưng nhờ có thất bại mà ta lại biết được là gì, ta sai ở đâu để ta sửa mình. Cho nên thất bại là mẹ của thành công. Tóm lại, thất bại là một quy luật tất yếu trên con đường chúng ta trở nên thành công. Và có ba kẻ xuất hiện trên cuộc đời khi gặp thất bại. Một, thất bại không làm gì nữa, cho nên họ vĩnh cửu là thất bại. Thất bại mà thất bại lặp đi lặp lại thì cuộc đời vô cùng đau khổ, nhưng ít nhất còn đang hành quân và tiến hóa. Còn thất bại một hai lần, sau đó rút kinh nghiệm và bắt đầu đi băng băng trên đường và có góc nhìn tốt hơn về đời sống, như vậy được gọi là giải thoát. Vậy thì bạn lựa chọn cái nào cũng được, không có đúng, không có sai. Còn nếu mà bạn ngu mà bạn đòi chiến thắng thì cả cuộc đời này bạn mãi mãi bị đau khổ. Mãi mãi bạn bị đau khổ vì không bao giờ bạn nhìn thấy mình ngu, mà bạn chỉ nhìn thấy mình phải chiến thắng. Mà muốn chiến thắng phải nhìn thấy cái ngu. Mà muốn nhìn thấy cái ngu thì phải thất bại với chấp nhận nhìn lại. Đấy, còn ngày nào còn may mắn còn chiến thắng là không bao giờ nhìn lại cái ngu của mình. Rồi ạ, cảm ơn Đỗ Duy Đạt và chúc em luôn luôn coi thất bại là mẹ của thành công. Chỉ có điều ít mẹ thôi, chứ một cuộc đời này có 20 bà mẹ kiểu này thì chắc là cũng nát đời. Nhưng mà còn hơn là không có mẹ nào. Rồi ạ, cảm ơn Đỗ Duy Đạt. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.